Thưa quý vị, Huyện ủy Đất Đỏ vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hồng Như Vàng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huyện Đất Đỏ kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2023. Ông Hồng Như Vàng, sinh năm 1980, quê quán xã Long Tân, Huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trình độ chuyên môn, thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế thủy sản, cao cấp lý luận chính trị. Ông Vàng có hơn 10 năm công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Long Tân. Trước khi nhận nhiệm vụ chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân Huyện Đất Đỏ, ông Vàng từng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Long Tân. Tháng 5 năm 2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huyện Đất Đỏ. Tháng 7 năm 2023, ông Hồng Như Vàng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ, nhiệm kỳ 2020-2025.